Hello anh em! Như vậy, 12.14 đã chính thức cập bến. Đây là phiên bản quan trọng với rất nhiều điều chỉnh. Nếu meta trước là meta sống vội, khi nhà nhà đều cạn tiền ở 6 và đánh chết ở 7, với những bài carry rẻ tiền như Tristana pháo thủ hộ pháp, Nami pháp sư, Lilia kỵ sĩ đồ long, Olaf sát thủ, Varus đấu sĩ xạ tiễn hay Elise ám long hóa hình. Thì sang 12.14, Riot lại mạnh tay khuấy đảo meta 360 độ khi buff hầu hết các rồng thần ngoại trừ Ashin. Bởi con rồng này đã gây sấm chớp quá nhiều bản trước, dù chỉ một sao nhưng lại mang theo sức mạnh tiềm ẩn bá đạo. Hôm nay mời anh em cùng cà phê nhân phẩm điểm mặt top team meta 12.14 để anh em có thể leo rank thần tốc. Hãy bỏ chút thời gian, like, subscribe và ấn cả nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những giáo án của chúng mình nhé. Ok, let's go! Người như em, thế gian rất khó tìm. Người như anh, trên đời cũng rất hiếm. Hai chúng mình là chòm sao song kiếm. Thiếu một người, liệu có hợp bích không? Bài thơ vừa rồi miêu tả cặp bài trùng đang làm mưa làm gió server Bắc Mỹ khi mà Riot đã không ngần ngại đưa cặp đôi này lên một tầm cao mới. Đó chính là Anivia và rồng thần Shiyu. Ở video trước, cà phê nhân phẩm cũng đã đưa đến anh em những thay đổi trong bản này. Tuy nhiên, để anh em có thể nắm rõ hơn và hiểu lý do tại sao team này lại mạnh như thế, thì mình xin nói lại nhé. Anivia có mana được giảm từ 40/90 còn 40/80. Sát thương kỹ năng được tăng ở mốc 2 và 3 sao từ 450/700 lên 475/750. Vì quá yếu đuối ở các bản trước nên ở bản này cô nàng được tăng sức mạnh đáng kể để xứng đáng với mức giá 3 vàng. Hai tướng hóa hình trong team là Gna và Nico cũng được buff AD đáng kể. Chưa hết, nhân vật chính là Shiyu, AD tăng từ 75 lên 90. Sát thương kỹ năng mốc 2 sao cũng tăng từ 275 lên 290%. Đội hình đầy đủ gồm Anivia, Shiyu, Nico, Gna, Lulu, Pyke và Dyna. Lên 9 anh em có thể kẹp thêm bot, lấy bí ẩn và hiệu ứng khống chế, cũng như giúp team lên mana sớm hơn. Team này xoay quanh 6 Ngọc Long với Shiyu, Anivia đảm nhận trọng trách carry. Nico là tuyến phòng thủ vững chắc với hiệu ứng khống chế khó chịu. Shiyu sẵn sàng đấm tất cả những kẻ ngáng chân. Pyke và Dyna là lượng sát thương bổ sung gây khó chịu tuyến sau. Đồng thời sau khi Nico chết, kẻ thù sẽ nhắm mục tiêu vào các đơn vị sát thủ thay vì vào Shiyu. Thế nên việc xếp hai sát thủ này là rất quan trọng. Công việc của các sát thủ là gấp đôi năng suất. Đầu tiên, họ có khả năng hạ gục các đơn vị tuyến sau bằng các đòn tấn công và kỹ năng chí mạng đau đớn. Thứ hai, bằng cách đảm bảo họ nhảy lên và thu hút chú ý của địch, họ sẽ trở thành tuyến phòng thủ thứ hai sau Nico, giữ cho Shiyu sống lâu hơn. Đây là đội hình công thủ toàn diện đã nổi lên từ những ngày đầu tiên của 12.22B. Giờ đây một lần nữa làm chấn động meta. Một đội hình dễ chơi, dễ trúng thưởng và nếu có ấn sát thủ cho Shiyu nữa thì hết lớp chấm. Deja Bang Hội. Nếu Ngọc Long được buff thì Huyễn Long cũng không thua kém khi các hiệu ứng Huyễn Long được tăng chỉ số đáng kể và dòng thần Deja sau sự vắng mặt ở meta trước đã được Riot buff sát thương kỹ năng mốc 1 và 2 sao từ 250/375 lên 300/400. Vị thần long này sẽ quạt tan nát bàn cờ khi giờ đây trong team Huyễn Long, anh chàng quốc dân Yasuo lại được buff cả AD lẫn sát thương kỹ năng. Khung đội hình sẽ là Deja, Nunu, Yasuo, Yone, Hecarim, Sejuani và bot. Đồ tranh thì các bạn cứ build cho Nunu, hắn mang trong mình hệ kỵ sĩ nên độ trâu bò là miễn bàn. Phía trước là dàn kỵ sĩ cứng cáp câu giờ cho Deja ra chiêu nhiều nhất. Phía sau là dòng thần Deja với những pha quạt trả thổi bay team địch. Đấng Yasuo là người chịu trách nhiệm khống chế và kết thúc. Anivia thần thoại. Với việc Anivia được buff một cách rõ rệt, thì giờ đây việc dùng con bài này để carry đã không còn bất khả thi nữa. Chính vì thế, đội hình thần thoại với Anivia carry đã ra đời và mạnh mẽ hơn bao giờ hết ở 12.14. Đội hình này sẽ đánh xoay quanh carry là Anivia, Nico có vai trò chống chịu. Một mẹo mà cà phê nhân phẩm muốn chia sẻ cho anh em, có một vật phẩm rất tốt cho team này chính là cốc sức mạnh. Bằng cách ghép món này cho một đơn vị và cho Anivia hấp thụ, cô sẽ có thể nhận được lượng AP gấp đôi. Một lượng AP từ vật phẩm và AP từ việc hấp thụ đơn vị nhờ nội tại thần thoại. Đội hình đầy đủ gồm Anivia, Volibear, On, Nico, Gna, Shiyu, Lulu. Nếu anh em cảm thấy bài mình đủ mạnh thì có thể lên 9, thêm Bot, Yasuo, Soraka. Siphon pháo thủ.
xác pháo bay lạc lối mới không tên và em mừng vì Siphon cắn không trượt. Cocky bay và bắn phút dạo đầu, Sona khúc cao trào, tìm địch chẳng còn đâu. Mặc dù lễ hội bị nốt sát thương pháo hoa, tuy nhiên phi công Cocky bản này lại được bắn vùn vụt với lượng sát thương được bóp, khiến pháo thủ vẫn là lựa chọn ổn áp trong meta. Chưa hết, khi Cocky kết hợp với Siphon thì nó lại ở cái tầm, khi con rồng này giờ được bóp sát thương lại IQ nhiều hơn, cú lướt sẽ nhắm về kẻ địch xa nhất trong phạm vi 2,5 mô và không thể hụt nữa đâu. Chưa hết, cô nàng Sona còn được bóp cả sát thương mốc 1 và 2 sao. Đúng là meta đánh giữ máu, lên 8 và chơi tướng 4 hoặc 8 vàng, phải không anh em? Hãy tưởng tượng một giao tranh mà Siphon càn quét phía sau, trừ đi giáp kháng phép của địch. Sona nếu xếp đối diện với carry địch sẽ là nỗi kinh hoàng cho chúng bởi những cú choáng khó chịu. Anh chàng Cocky cứ thế mà bắn chiếu chiếu thôi. Phong đội hình cấp 8 sẽ là Cocky, Tristana, Silas, Sona, Lulu, Siphon, Bot. Aurelion Soul Carry. Có lẽ nhiều anh em đã biết tới sức mạnh của vị rồng thần này khi mang ấn pháp sư rồi đúng không? Mặc dù không thể chắc chắn bạn sẽ luôn nhận được ấn pháp sư mỗi ván, nhưng nếu có thì đây là vật phẩm tuyệt vời cho con rồng này đấy. Phần thưởng ấn pháp sư trên Aurelion Soul sẽ khiến bàn cờ của bạn cùng lúc xuất hiện hai hố đen với hàng tấn sát thương. Cuối cùng nguyên bàn cờ đen xì và đối thủ đánh bất lực. Mình sẽ liệt kê hai form có thể chơi cùng Aurelion Soul để anh em có thể xoay bài đa dạng nhé. Aurelion Soul Thượng Long gồm Vladimir, Heimerdinger, Nami, Lulu, Silas, Illaoi và nhân vật chính Aurelion Soul. Một bản nâng cấp dùng nhiều tướng giá trị hơn với Heimerdinger, Lulu, Silas, Ornn, Zoe, Bot và Aurelion Soul. Meta này dường như Riot đang muốn hướng tới lối chơi đa dạng hơn và các bài đấu dùng tướng đắt tiền sẽ có chỗ đứng trong meta nếu người chơi có khởi đầu tốt kết hợp với việc giữ máu khéo và làm kinh tế giỏi. Các tướng không có chỗ đứng như Ashe hay Anivia đã được nâng đỡ, hứa hẹn sẽ có nhiều bài đấu cho anh em khám phá và tạo ra meta cho chính mình, ngoài 5 bài đấu mình vừa giới thiệu ở trên. Hầu hết các bài một vàng ở meta trước đã rất ít, thi thoảng sẽ gặp nhà chơi Nidalee, nhưng ở bản này thì cô nàng báo của chúng ta cũng bị sờ gáy và rất khó để có được niềm tin của anh em. Thế nhưng lại nổi lên 3 bài một vàng có khả năng chơi được, chính là Ezreal hoặc Karma hộ pháp và Seth chiến binh rồng, khi cả ba quân này được bóp chỉ số đáng kể. Anh em hãy trải nghiệm và comment bên dưới để cà phê nhân phẩm có thể nhận được những đóng góp quý giá từ anh em nhé. Đối với các bài 2 vàng, Tristana Reroll kết hợp với Jinx liên tục thả bẫy sẽ là bài đấu rất mạnh nếu lên được 3 sao sớm. Bởi cặp đôi này ở 12.14 không những không bị nớp mà còn được buff nữa cơ. Jinx AD tăng từ 55 lên 65, sát thương kỹ năng giảm nhẹ mốc 1 sao nhưng lại tăng mốc 3 sao từ 550 lên 600. Đặc biệt, hoàn mana với mỗi bẫy không kích hoạt tăng từ 10 lên 25. Song sát với cô là Tristana được tăng AD từ 50 lên 60. Tỷ lệ AD của kỹ năng cũng được buff mốc 3 sao từ 175 lên 210%. Đối với các bài như Nami Pháp Sư hay Lilia Kỵ Sĩ Đồ Long đã bị nhắm tới và rất khó on top nên anh em cân nhắc trước khi chơi nhé. Theo cà phê nhân phẩm nhận định thì trong mức giá 2 vàng sẽ có vài bài đấu mới như là Ashe và Kayn Carry bởi hai tướng này vừa nhận được khá nhiều ưu đãi. Mong là anh em chúng ta sẽ có thêm lựa chọn để đa dạng hóa lối chơi và không nhàm chán. Đối với bài 3 vàng thì cà phê nhân phẩm đã giới thiệu Gấu Béo Cưỡi Ngựa đang hot meta. Bên cạnh đấy, Olaf Chiến Binh Đồ Long hay Dyna Sát Thủ Đồ Long vẫn có thể chơi được nếu anh em có lượng đồ hợp lý và roll được 3 sao. Bởi tộc Đồ Long được buff và hai tướng này cũng nhận thêm những chỉ số mạnh mẽ cho riêng mình. Có lẽ Riot muốn thấy những chiến binh diệt rồng đấy, nên anh em đừng bỏ lỡ nhé. Đối với các carry từ 4 đến 10 vàng, hầu hết đều được cân bằng và đều có khả năng carry mạnh. Tuy nhiên, theo nhận định của chúng mình thì Aurelion Soul sẽ nhỉnh hơn các rồng thần còn lại và có nguy cơ ăn gậy. Nên anh em tranh thủ mà chơi trước khi con rồng này lại trở thành run đất nhé. Tổng kết lại, theo cà phê nhân phẩm, đây sẽ là meta của các tướng 4 vàng trở lên. Anh em cứ việc tối ưu đồ, đánh hợp lý theo phong cách flexible, up cấp và tìm kiếm cho mình những quân cờ đắt giá. Sau đấy thì áp dụng những kiến thức mà cà phê nhân phẩm mang lại cho anh em. Chắc chắn anh em sẽ có những thành quả ngọt ngào. Giờ còn chần chừ gì mà không vào game, mang những bài đấu trong video anh em vừa xem và khuấy đảo meta thôi.